Hello, xin chào mừng toàn thể tất cả quý cô chú anh chị chúng ta quay trở lại cùng với livestream của Vương Nguyễn trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chào mừng tất cả mọi người. Ngày hôm nay thì trực tiếp trên livestream này cũng sẽ là những cái thông tin, những cái cơ hội để chúng ta đầu tư UST và cái sự thành công của chúng ta khi chúng ta nắm giữ và chúng ta sở hữu cổ phần của UST, đúng không anh chị? Như vừa rồi thì em Vui cũng có một cái chuyến đi gọi là vừa công tác vừa đi trải nghiệm ở bên Dubai, đúng không ạ? Và chắc chắn rằng là có rất là nhiều quý cô chú anh chị chúng ta cũng đã theo dõi những cái thông tin của Vui Nguyễn cũng như là rất nhiều các cổ đông trong cái chuyến đi vừa rồi, đúng không ạ? Và Vui Nguyễn cũng tin chắc chắn rằng là mọi người cũng nhận được rất là nhiều những cái thông tin tuyệt vời từ cái chuyến tham quan cái trung tâm thử nghiệm ở bên Dubai, bên Sharjah, đúng không ạ? Đó, và xin giới thiệu qua bản thân Vui một chút cho những anh chị nào lần đầu tiên anh chị biết và theo dõi cái livestream của Vui Nguyễn. Vui thì là một trong số những người chuyên về đầu tư giá trị anh chị, và Vui Nguyễn cũng đang là một trong số cổ đông của tập đoàn công nghệ giao thông trên cao Unisky Trading Technology từ những năm 2020, và đến bây giờ thì bản thân mình đang vừa đầu tư cũng như là vừa là, thì đó chính là đầu tư vào cổ phần doanh nghiệp trước khi IPO, và đây là cái lĩnh vực mà kể cả những người nghèo nhất chúng ta cũng có cơ hội sở hữu tài sản. Đối với những người bình thường ấy, bình thường chúng ta nghĩ rằng tài sản là một cái gì đó rất là khó sở hữu đúng anh chị, nhưng với doanh nghiệp, cổ phần doanh nghiệp trước IPO thì tất cả mọi người chúng ta đều có thể sở hữu được tài sản đó. Và đấy là lý do vì sao mà những người bình thường nhất chúng ta cũng có cơ hội để chúng ta sở hữu cho mình cái tài sản. Mà tài sản này có sự tăng trưởng lớn nha anh chị. Mà tài sản này có cơ hội tạo ra dòng tiền cho anh chị thật là lớn. Đó. Vậy thì vừa rồi ở Vui Nguyễn cũng có một cái chuyến đi sang bên UAE để mình tham quan trung tâm thử nghiệm Unisky Chatbot của tập đoàn công nghệ Unisky Trading Technology ở tại Sharjah UAE, và mình trải nghiệm cái con tàu mới nhất của tập đoàn, đó là con tàu Unibird với tuyến đường thử số 4 anh chị. Tại vì sao Vui Nguyễn lại có mặt trong cái chuyến đi lần này? Bởi vì cái chuyến đi lần này nó không chỉ riêng một số các cá nhân cổ đông được đi, mà rất là nhiều, tầm khoảng gần 400 quý cô chú anh chị chúng ta đặt chân sang bên Sharjah UAE để trải nghiệm cái con tàu này và để chứng thực một điều rằng những cái số tiền của chúng tôi trong chị với tuyến đường 2,4 km chiều đi và chiều về tổng cộng là 4,8 km, và đoàn Việt Nam được trải nghiệm trên cái con tàu đó anh chị. Và đấy là một cái điều may mắn và rất là tuyệt vời luôn anh chị. Anh chị có thấy tuyệt vời không ạ? Những anh chị nào có mặt trong cái chuyến đi đấy thì Vui tin chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều cảm nhận được một cái cảm giác rất là đặc biệt đấy anh chị. Đây là cái con tàu Ubud Calab này anh chị. Đó, đây là món quà mà Vui Nguyễn được ngài chủ tịch nhà sáng lập ra công nghệ Unisky tặng cho. Chính ngài trao tay cho mình một quyển sách này nói về công nghệ Ubud Calab và được dịch sang tiếng Việt luôn anh chị. Đó. Và đây là những cái hình ảnh tại trung tâm thử nghiệm cũng như là cái con tàu Ubud Calab này. Cái tuyến đường thử số 4 này ở trên cái trung tâm thử nghiệm Unisky Chatbot của chúng ta ở tại Sharjah UAE. Đó. Đây là cái tuyến đường thử số 4 này anh chị. Cái khu trung tâm thử nghiệm này anh chị, nó là một trong số những cái khu trung tâm nằm đối diện với trường đại học Sharjah anh chị, đối diện với trường đại học Sharjah. Đó, và bên cạnh là một lâu đài của quốc vương anh chị. Cung điện của quốc vương ở đó, tức là cái khu đất mà khu đất mà UAE người ta cấp cho chúng ta để thử nghiệm con tàu này, nó là một cái khu đất rất là đắc địa luôn anh chị, rất đắc địa, và được thử nghiệm trên cái khu đất này. Đầu tiên sang đấy đều vỡ hòa. Vì sao? Bởi vì là cái sản phẩm của chúng ta, mọi người được tận mắt chứng kiến đấy chị, mọi người được tận mắt chứng kiến cái khu trung tâm thử nghiệm đấy với 28 hecta đất được quy hoạch giữa sa mạc nắng nóng như thế. Ngay trước nó chỉ là bãi đất trống, bãi đất cát sa mạc thôi anh chị, nhưng người ta quy hoạch lên bây giờ thành một công viên trình diễn nghiên cứu thử nghiệm công nghệ này. Đó, đấy là mọi người vỡ hòa luôn, bởi vì mọi người được nhìn thấy đường ray, con tàu, nhà ga. Đấy là những cái số tiền mà trong suốt thời gian qua
Chúng ta đang đầu tư gốc vốn cho cái công nghệ này và nó đang hiện thực hóa cái điều này anh chị. Và lần thứ hai đến với UAE, Vương Nguyễn vẫn không hết bất ngờ bởi vì những cái điều mà tập đoàn đã làm anh chị. Năm ngoái mình đi, mình có những cái nhà ga còn chưa xuất hiện anh chị, có những cái cột dây còn chưa xuất hiện, nhưng năm nay nó đã đầy đủ rồi, nó xuất hiện đầy đủ và nó có để nó di chuyển cái con người chúng ta, đó là cái chiếc Uber Class anh chị, đó, cái tuyến đường thử số 4 này. Và lần này thì mình lại được trải nghiệm cảm giác giữa hai con tàu, là con tàu 4 chỗ và con tàu 25 chỗ anh chị. Con tàu 4 chỗ và con tàu 25 chỗ. Vậy thì con tàu 4 chỗ thì năm ngoái Vương Nghệ cũng đã được trải nghiệm rồi. Nó chỉ dài có 500 mét thôi. Đó, nhưng mà thời điểm đấy mình ngồi trên đấy mình đã cảm thấy một cảm giác nó rất là phê, nó rất là đẳng cấp, nó giống như những cái hãng xe hạng sang ấy chị, nội thất tất cả mọi thứ rất là đẹp, rất là ok, di chuyển rất là êm ái, rất là nhẹ nhàng đó, tiếng ồn thì cũng rất là thấp. Nhưng lần này sang mình được trải nghiệm cái con tàu Uber Class này là 25 chỗ anh chị, thì mình còn cảm thấy rằng là cái sự cải tiến nó còn khủng khiếp hơn cả cái chiếc Uber mà mình đã trải nghiệm, con tàu 4 chỗ kia. Và đây là cái quyền tư con đó, nên là đôi khi mình phát ngôn thì mình cũng phải để ý anh chị. Rõ ràng cái người ngồi đây đang đi bên trung tâm thử nghiệm bao hai lần rồi, sắp tới thì mình sẽ phấn đấu để sang bên Belarus rồi anh chị, sang bên Belarus để mình có thể trải nghiệm được những cái gì đẳng cấp nhất ở tại trung tâm thử nghiệm Ecotechnopark, có cơ hội được trồng cây của mình ở tại đó anh chị. Và đây là cuốn sách này, em vui có một cái trang mà em vui muốn phân tích cho anh chị, nó rất là hay này. Cái cuốn sách này là ngài chủ tịch tặng cho Vương Nguyễn cũng như là đoàn cổ đông, mỗi người được tặng một cuốn và cũng như những cái hình ảnh này anh chị. Đó, đây có một cái đoạn này mà người ta phân tích đó, nên anh chị nên là chúng ta không có phải sử dụng không có tiêu tốn quá nhiều những cái diện tích đất đai của các quốc gia trên toàn thế giới. Nhưng anh chị hình dung là đây nó so sánh với metro này. Metro tốc độ, con tàu metro anh chị, tốc độ tối đa là chỉ có 80 km/h thôi. Tốc độ chuyên chở thì cũng có thể 50.000 hành khách này. Nhưng cái vốn đầu tư xây dựng của nó rất cao, từ 100 cho tới 500 triệu đô la Mỹ trên 1 km anh chị. Đó, cái chi phí nó gấp rất nhiều chục lần so với cái loại hình phương tiện giao thông của chúng ta. Và cái con tàu metro này cần thiết phải xây dựng đường ray riêng trong hầm ngầm và xây dựng ga ngầm anh chị. Tức là nó cũng tiêu tốn, nó cũng phải xây dựng ngầm anh chị. Tức là xây dựng đường ray riêng trong hầm ngầm và xây dựng ga ngầm, nó cũng không phải là một cái giải pháp thông minh trong mọi quốc gia trên toàn thế giới đúng không ạ? Tiếp theo là cáp treo này anh chị, cáp treo này vừa nói là cáp treo phải gọi chúng ta mà ông cụ này. Đây này, tốc độ tối đa của cáp treo chỉ đạt được 40 km/h thôi. Và cái công suất chuyên chở của nó lên tới 2.000 hành khách trên một giờ, rất thấp đúng không? Tin về sự thành công của dự án này bởi vì chúng tôi đang tạo ra một nền giao thông vận tải lớn nhất trên toàn thế giới. Đó, chúng tôi đang tạo ra một tổ hợp giao thông mà, một nền giao thông mới luôn anh chị. Đó, dễ sử dụng bằng AI, trí tuệ nhân tạo, tất cả mọi thứ luôn. Và Vui Nguyễn cũng tự tin rằng là chắc chắn anh chị sẽ thành công rất lớn với cái cơ hội sở hữu cổ phần Unikai. Và đến tại thời điểm này, em vui dám tự tin một điều rằng là mình không mất 1.000 đồng nào ở đây. Thậm chí 1.000 đồng của chúng ta còn đang tạo ra được nhiều những cái viên kim cương anh chị. Đó, những cái số vốn nhỏ của anh chị tưởng chừng nhỏ, nhưng nó như là cái số tiền rất giá trị cho tập đoàn chúng ta. Chính những cái số tiền nhỏ này trong những khó khăn nhất đã giúp cho tập đoàn chúng ta có vốn để xây dựng và phát triển công nghệ này đấy anh chị. Có rất nhiều người bảo rằng là tại sao không huy động vốn từ các nhà đầu tư lớn, tại sao không huy động vốn từ các quỹ lớn, đúng không anh chị? Nhưng anh chị biết không ạ, chính cái cách làm này là rất là thông minh anh chị. Mỗi người một ít làm ảnh hưởng đến bản thân của chúng ta để chúng ta sở hữu cổ phần. Nhưng anh chị hãy nỗ lực hơn, giống như mình trong cái công việc của mình cũng thế. Mình nỗ lực hơn để mình có được thu nhập tốt hơn, đúng không ạ? Mình làm nhiều hơn, mình giúp đỡ nhiều người hơn, đó thì chắc chắn anh chị sẽ có cơ hội sở hữu được nhiều cổ phần hơn anh chị ạ. Chị Kim Xến có bảo rằng mình còn bị chửi nhưng vẫn cố gieo duyên, đúng không anh chị? Đúng ạ, ngày hôm nay những anh chị nào xuống ra sở hữu cổ phần với Nikkei, nó là do cái duyên anh chị.
cái duyên cái phước nó vờ nó gọi là vờ lấy nhau đúng không anh chị, đúng không ạ? Nó không phải tự dưng mà chúng ta có xe nọ xe kia rồi kêu gọi là họ không biết cái gì đâu, nên anh chị đừng nghe. Còn em nói thật là nếu như mà họ bảo nếu như mà đa cấp mà nó giúp anh chị sau này anh chị có cuộc sống tốt hơn, anh chị có được cái tài sản, anh chị có được dòng tiền thì nó là một cái điều nó quá tuyệt vời luôn anh chị đó. Còn những cái ai mà cứ bảo đa cấp lừa đảo là em đảm bảo là 100% họ không biết cái gì về Unikai luôn, nên anh chị phải cẩn trọng với những cái lời nói như thế đó, bởi vì họ đang làm mất cơ hội của anh chị đó. Anh Sơn Trần bảo gì đấy, rồi anh hiểu nước ngoài về chào cho cái trước khi thế. Vâng, em xin chào anh Sơn Trần nhá. Xin chào chị Thùy Dung, em vui đi Dubai về đỏ rực rỡ quá. Hôm nay mùng 1 đầu tháng đỏ rực rỡ cho cả tháng cả năm đỏ rồi các anh chị. Cho anh chị một tháng mới, một tháng mới gọi là đầy ắp những cái điều tuyệt vời nhất đó, sở hữu nhiều tài sản và lộc lá tràn đầy đúng không anh chị. Khi chị Kim Xuyến, môi trường đầu tư nhân văn nhất mà mình được biết, quá hạnh phúc, đúng không ạ? Đa cấp cũng không phải xấu, đúng rồi, đa cấp là gì xấu đâu anh chị, đa cấp rất tốt luôn. Ví dụ như nếu như không có đa cấp thì anh chị mua những cái sản phẩm nó rất là đắt đỏ luôn anh chị đó. Chính vì đa cấp mà nhiều khi mình phân bố được những cái sản phẩm truyền thống, những cái sản phẩm về dinh dưỡng, sức khỏe, thực phẩm chức năng ấy, nó mới đến tay được các anh chị đấy. Thực ra sao đa cấp rất là tốt nhé, nhưng mà chính vì nhiều những cái dự án lừa đảo ấy, nó đang lợi dụng và nó làm mất tiền của anh chị, nên là nó gọi là làm biến tướng hình thức đa cấp, thành ra là mọi người mất tiền thôi, nên là nó lại mang tiếng ra như thế. Chính vì thế em mới bảo rằng là những người bảo là đa cấp thì họ không biết gì về đa cấp đâu đó, nên anh chị cần phải cẩn trọng những cái lời nói đấy. Bởi vì những cái người mà nói như thế thì họ không có biết gì, thì anh chị nghe họ là anh chị mất cơ hội rồi, đúng không ạ? Chỉ một số con sâu quấy rối dầu nồi canh thôi, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng rồi anh Nguyễn Sơn ạ, cảm ơn anh. Những người hiểu biết thì chúng ta sẽ nói như thế anh chị đó. Nên là đấy là cái lý do vì sao mà thực sự công nghệ Unikai chúng ta nó là một cái hình thức để chúng ta được góp vốn vào trong một cái doanh nghiệp thực sự là tiềm năng, chứ chúng ta không có bán sản phẩm gì hết anh chị nhá. Đó, chúng ta không có bán sản phẩm gì hết, bởi vì công ty của chúng ta nó không phải là công ty về đa cấp anh chị. Chính vì thế mà chúng tôi có bán cái sản phẩm gì về đa cấp đâu mà đòi báo cáo gọi là đăng ký Bộ Công Thương đa cấp hay là gì. Chúng tôi có kinh doanh sản phẩm đa cấp đâu anh chị, đúng không ạ? Mà chúng tôi là một cái loại hình, chúng ta là một cái doanh nghiệp mà chúng ta huy động vốn theo hình thức crowdfunding, huy động vốn từ cộng đồng nhà đầu tư trên toàn thế giới đó, cho cái doanh nghiệp này để phát triển cái sản phẩm đó là công nghệ giao thông trên cao Unikai. Và khi công nghệ thành công thì chúng ta sẽ có lợi nhuận, lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình cơ mà, đúng không ạ? Đó, anh chị phải rõ ràng như thế. Còn em nói thật, nếu như anh chị muốn kinh doanh, anh chị lựa chọn kinh doanh sản phẩm đa cấp, bởi vì môi trường đa cấp là một trong số môi trường mà sẽ đào tạo huấn luyện con người cực kỳ đỉnh cao luôn anh chị nhé. Hả? Ok, anh Bình, đa cấp biến tướng mới đáng lên án, đúng không ạ? Đúng thật đó, chỉ về một số con sâu nằm dầu nồi canh, đúng không ạ? Đó, nên là anh đối với Unikai anh chị dừng, nó không phải là đa cấp và nó cũng không phải là cái doanh nghiệp bán cái sản phẩm gì cả đó, nên anh chị nó là một doanh nghiệp để anh chị có thể tìm hiểu, anh chị đầu tư góp vốn cùng với doanh nghiệp này để anh chị có được cơ hội trở thành cổ đông của doanh nghiệp này, và anh chị sẽ có cơ hội nhận được quyền lợi từ việc đầu tư góp vốn vào doanh nghiệp này. Thứ nhất đến từ cổ tức, thứ hai đến từ sự tăng trưởng cổ phần, và trong giai đoạn cuối cùng này anh chị được góp vốn với cái giá cổ phần thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tại của nó. Và đây là giai đoạn cuối cùng, là giai đoạn 15, anh chị hãy tranh thủ nắm bắt và sở hữu cổ phần của doanh nghiệp này trước khi công ty kết thúc huy động vốn và bắt đầu có được những cái khoản lợi nhuận đầu tiên từ những cái việc chúng ta đầu tư góp vốn vào anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì Vương Nguyện cũng chỉ giao lưu với anh chị tầm khoảng tiếng đồng hồ thôi, có hơn tiếng rồi anh chị. Và Vương Nguyện sẽ kết thúc cái buổi livestream chia sẻ của mình ở tại đây, và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái buổi chia sẻ tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Nếu như trong cái buổi livestream Vương Nguyện có chia sẻ cái điều gì mà nó cảm thấy nó hơi không đúng một chút thì anh chị có thể bỏ qua, hoặc là hơi nặng lời một chút thì anh chị có thể bỏ qua nhé. Nhưng mà thực sự là cũng mong muốn anh chị có thể hiểu và đón nhận được nhiều cái giá trị và hiểu hơn, rõ những cái thông tin Vui Nguyện muốn lan tỏa và truyền tải cho cả anh chị nhé. Đó, và cảm ơn anh chị rất là nhiều.
ngày hôm nay cũng đã dành những khoảng thời gian của mình, những khoảng thời gian quý báu của mình để theo dõi cái buổi chia sẻ của Vui Nguyễn. Và chúc cho anh chị một lần nữa, chúc cho anh chị một tuần mới, một tháng mới, chúng ta sẽ có được nhiều những cái điều tuyệt vời hơn trong cái việc sở hữu tài sản của mình này, rồi là chúng ta sẽ có được công việc thuận lợi, tốt lành hơn, đúng không ạ? Đó. Và chúng ta sẽ có được những cái điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của mình, lộc lá này, tràn đầy năng lượng này, thu hút được nhiều tài lộc đúng không anh chị? Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn chị Vũ Cẩm Nhung, chào ạ. Cảm ơn anh Nguyễn Sơn, cảm ơn Thanh Bình, cảm ơn anh Thanh Bình. Anh Văn, anh Lê, có 5 triệu có góp được không? Thậm chí là 1.250.000 anh chị cũng góp được mà, đúng không ạ? 50 đô anh chị cũng góp được. Nói chung là đối với Unikai thì không bao giờ, tức là anh chị là những người ít tiền thì anh chị sẽ góp ít, anh chị có nhiều thì anh chị góp nhiều, anh chị góp nhiều thì anh chị sở hữu được nhiều tài sản thôi, đúng không ạ? 5 triệu anh chị cũng góp vốn được. Đó, anh chị muốn sở hữu bao nhiêu tài sản thì anh chị góp bằng đấy, đúng không anh chị? Đó. Ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Ngày hôm nay thì Vui Nguyễn cũng có một cái thông tin muốn chia sẻ với anh chị. Đó là em Vui hiện tại đang sử dụng một số điện thoại mới rồi. Đó, anh chị có thể lưu số điện thoại của Vui lại, lúc nào cần em Vui hỗ trợ thì anh chị có thể alo và gọi điện nhé. Số điện thoại mới của Vui Nguyễn bây giờ là mình sẽ sử dụng số điện thoại là chính chủ luôn anh chị nhé. Đó chính là 097 367 1368. Đó, anh chị hãy lưu lại cái số mới của Vui Nguyễn, để cần thông tin gì anh chị sẽ gọi qua số này anh chị nhé, 097 367 1368 anh chị nhé. Cảm ơn tất cả anh chị rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái buổi chia sẻ tiếp theo. Bye bye cả nhà mình. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.